Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Nguyên nhân vụ tài xế lái xe Mercedes truy sát, tông chết người ở bờ kè Phan Thiết do mâu thuẫn trước đó. Liên quan đến vụ tài xế Mercedes truy đuổi và tông chết người trước quán nhậu ở tỉnh Bình Thuận, vào chiều ngày 15 tháng 5, Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng công an thành phố Phan Thiết cho biết tài xế đã đến đầu thú với công an thành phố Phan Thiết. Theo dân việc, danh tính tài xế là Phạm Văn Nam, 43 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình, tạm trú ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, công an đang tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý vụ việc tài xế lái xe Mercedes truy sát, tông chết người. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nam khai nhận vào tối ngày 11 tháng 5, anh cùng nhóm bạn 3 người, một nam và hai nữ, đến ở một quán nhậu Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Sau khi ăn nhậu xong vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 5, nhóm tiếp tục ra khu vực bờ kè Phạm Văn Đồng để ăn khuya. Khi đến đường Phạm Văn Đồng, xe ô tô của nhóm suýt va chạm với giao thông, xe máy đi phía trước. Do thấy không xảy ra tai nạn, nên nhóm của Nam tiếp tục đi đến quán TB nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Nhưng lúc vừa xuống xe, nhóm của Nam bị nhóm đi xe Honda đuổi tới. Họ dùng ly, xô đựng đá đánh tới tấp nhóm đi ô tô Mercedes. Bực tức nên Nam đã leo lên xe, nổ máy tông ngã xe máy của nhóm thanh niên trên và chạy vòng quanh để truy sát những người đã đánh mình. Đến điểm, Nam nhấn ga tông anh Hà Xuân Hải, hậu quả khiến anh Hải tử vong. Sau khi gây án, Nam điều khiển xe chạy về thành phố Hồ Chí Minh. 8 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 5, Nam liên lạc với công an tỉnh Bình Thuận, cho biết sẽ ra trình diện. Cũng trong ngày 12 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với công an thành phố Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y tử thi, cơ quan điều tra cũng đã trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ án.